Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về cái nhóm câu lệnh OpenSQL trong ABAP. Bài hôm nay sẽ chia ra làm 4 phần chính. Thứ nhất, sẽ giới thiệu đầu tiên là giới thiệu về OpenSQL. Những câu lệnh select sử dụng từ khóa table cũ. Phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các câu lệnh OpenSQL tiếp tục sử dụng select nhưng sử dụng standard internal table. Ở phần 3 thì chúng ta sẽ tiến tới những cái câu lệnh dùng để chỉnh sửa data như câu lệnh insert, update, modify, delete. Ở phần 4 chúng ta sẽ nói về những cái cú pháp mới của OpenSQL từ phiên bản ABAP 7.4 trở lên. Rồi, trước tiên vào phần 1 là phần sẽ nói về các câu lệnh select theo kiểu cũ sử dụng cái từ khóa table. Thì ngày nay nếu mà chúng ta code ABAP á, chúng ta sẽ tránh sử dụng cái từ khóa table. Tuy nhiên á, đôi khi chúng ta thực hiện maintain các chương trình cũ thì chúng ta sẽ gặp những từ khóa như thế này. Thì cách sử dụng như thế nào chúng ta đồng thời cũng phải tìm hiểu luôn. Chứ không phải chỉ mỗi học những cái cú pháp mà phổ biến ngày nay mới. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta viết một chương trình mới, chúng ta sẽ hạn chế sử dụng cái từ khóa obsolete table này. Thì cụ thể như thế nào chúng ta sẽ vào sâu hơn để tìm hiểu. Thì mục tiêu của phần 1 là chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên là OpenSQL là gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng câu lệnh select cơ bản và lệnh where để lọc data. Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các biến thể của select như là select single. Một số các option như là order by để sắp xếp dữ liệu. Ngoài ra tìm hiểu cái cách nào để select theo từng cột, rồi xóa trùng khi select. Ngoài ra thì chúng ta còn tìm hiểu về cách sử dụng aggregation hay nôm na là các thể loại function như sum, max, min, count. Rồi nói tới SQL thì ở đây ai chắc cũng rõ SQL là gì rồi. Thì OpenSQL là một subset của ngôn ngữ SQL chuẩn dùng cho chúng ta có thể gián tiếp tác động lên cái database, lấy data, đọc, xóa, sửa các thứ. Thì cái này hoàn toàn trở thành một phần của ngôn ngữ ABAP. Khác với các ngôn ngữ khác như C# thì nó sẽ có những cái framework như LinQ để mình cũng có thể code SQL trong C#. Tuy nhiên thì nó không hoàn toàn tích hợp vào ngôn ngữ C#, bởi vậy đôi khi chúng ta phải muốn viết SQL, chúng ta phải tạo một cái chuỗi rồi viết một cái SQL trong cái chuỗi đó rồi thực hiện SQL. Thành ra nó mất một số tính năng, ví dụ như check syntax. Ví dụ cái câu lệnh SQL đó sai thì cái IDE của C# không thể check được cái câu lệnh đó đúng hay sai. Thì khác với cái OpenSQL này, OpenSQL đã trở thành một phần của ngôn ngữ ABAP và viết thẳng vô cái chương trình ABAP. Vì thế nó có hoàn toàn có thể check syntax của cái câu lệnh OpenSQL có sai gì không. Thì OpenSQL ở trong ABAP vẫn có một cái gọi là Native SQL. Native SQL là mình sẽ viết cái ngôn ngữ SQL tương ứng với cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà cái hệ thống SAP đang cài đặt lên. Ví dụ như hệ thống SAP này đang cài phía trên của một cái Microsoft SQL Server thì cái Native SQL thì mình sẽ sử dụng là ngôn ngữ T-SQL. Còn nếu sử dụng database là của Oracle DB thì cái ngôn ngữ SQL Native mà mình sử dụng là ngôn ngữ BL-SQL chẳng hạn. Mình có thể sử dụng cái Native SQL đó. Tuy nhiên OpenSQL thì nó có lợi hơn một cái, nó không có truy cập trực tiếp vào trong database. Tuy nhiên nếu mà mình viết chương trình bằng OpenSQL, sau này cái hệ thống mình upgrade, thay đổi database, chương trình mình vẫn chạy được. Nhưng nếu mình viết bằng Native SQL, ví dụ viết bằng T-SQL hay là BL-SQL của riêng cái database đó, thì sau này nếu cái hệ thống SAP này upgrade, cái chương trình nó sẽ không chạy được, phải sửa code lại rất là nhiều. Bởi vậy, ở đây chúng ta có cái câu OpenSQL cho chúng ta một cái phương thức để truy cập database thống nhất cho ABAP Programmer
mà không cần phải quan tâm tới cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu bên dưới là cái gì. Mình chỉ cần biết xài OpenSQL thì cho dù bên dưới là cài Microsoft SQL hay là xài cài Oracle Database thì đều có thể sử dụng được hết. Về cơ chế á, thì khi chúng ta sử dụng một cái câu lệnh OpenSQL thì cái bộ phận gọi là Database Interface sẽ có trách nhiệm convert cái câu lệnh chúng ta viết bằng OpenSQL đó thành cái ngôn ngữ Native SQL để chạy trên cái database phía dưới. Thì nếu chúng ta sử dụng native thì nó sẽ đi thẳng, không cần qua cái bước convert này. Cái database interface này á, nó sẽ hoàn toàn tự động nhé. Nó hiểu dưới đây là xài database gì, nó sẽ tự convert. Bởi vậy, thực ra chúng ta không cần quan tâm cái khâu này, chúng ta chỉ cần viết cái OpenSQL cho đúng là xài được. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên về câu lệnh select. Câu lệnh select thì sẽ có 4 thành phần chính như sau: select, from, into với where. Tuy nhiên á, nếu mà mình sử dụng cái từ khóa table thì có thể sẽ không cần viết cái into. Kế tiếp chúng ta sẽ vào phần demo. Thì để sử dụng một cái bảng có data làm demo cho những cái demo kế tiếp, ta sẽ sử dụng cái bảng là SPLI là Flight Schedule, là lịch bay. Đây là một cái bảng dùng để demo trong ABAP. Trong hệ thống SAP nào cũng có cái bảng này hết. Thì chúng ta hãy vào kiểm tra data của cái bảng này. Mọi người có thể sử dụng HTML11 để kiểm tra đó. Đây là cấu trúc bảng. Nó sẽ chứa các thông tin như là mã của hãng hàng không, mã chuyến bay, cái quốc gia nơi xuất phát và quốc gia nơi đến, thời gian bay. Thì trong đây đã có khoảng 46 record. Rồi, không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu viết chương trình. Nó sẽ tạo một chương trình test. Rồi, thì hồi nãy giờ chúng ta có nhắc tới cái từ khóa table, thì đây là cách sử dụng từ khóa table. Chúng ta gõ chữ table hay chấm, rồi cho nó tên của cái bảng mà chúng ta sẽ sử dụng để lấy data. Rồi, cái này gọi là table declaration. Thì sau này SAP không recommend sử dụng câu lệnh này nữa. Câu lệnh này được liệt kê gọi là nhóm câu lệnh obsolete. Đây mọi người có thể thấy, đây obsolete. Thì khi mà mình khởi tạo cái này á, nó sẽ tạo cho mình một cái work area có tên giống với tên cái table luôn. Cái work area này là sẽ là giống như một cái vùng nhớ để chứa dữ liệu. Thì một cái work area như thế này á, cũng chỉ chứa được một dòng dữ liệu thôi chứ cũng không có chứa được nhiều dữ liệu nha. Mình sẽ gọi câu lệnh select.
Thì đầu tiên mình chúng ta sẽ start tập sử dụng select sao. Nên là sẽ lấy từ tên cái table. Rồi. Thì nếu không có chỉ định rõ được into thì thường chúng ta bắt buộc phải có cái nselect. Và trong giữa cái phần select với nselect này chúng ta sẽ xuất data ra. Đây là cách viết kiểu cũ nhé. Xuất thêm thông tin quốc gia, xuất thêm thành phố, mình thử xuất ra kết quả. Đây là có cái list 46 dòng, trong đó có thông tin hãng bay, số chuyến bay, quốc gia đến, quốc gia đi, thành phố xuất phát. Thì đây là một cái câu lệnh cơ bản, select from, không có lọc data, mình chưa tới bước sử dụng where. Thì ở kế tiếp chúng ta sẽ tập sử dụng cái where. Chúng ta sẽ copy lại code này, comment code này đi. Thì where thì đơn giản thôi, mọi người chỉ thêm cái câu lệnh where phía sau from. Thì bây giờ mình sẽ lọc cái country from này, sẽ chỉ lấy những dòng data mà có chuyến bay xuất phát từ Mỹ, US. Đây, đó là lọc lại những chuyến bay xuất phát từ Mỹ. Thì ngoài sử dụng các dấu bằng ở trong cái lệnh so sánh, chúng ta còn có thể sử dụng một số cái lệnh khác, ví dụ có thể sử dụng bé hơn, lớn hơn, bé hơn bằng, lớn hơn bằng hoặc khác nhau. Như dưới đây có thể sử dụng cái chữ cái viết tắt. Ngoài ra còn có một số cái câu lệnh đặc biệt có thể dùng trong where, ví dụ như in, between, like. In một cái select option. Select option thì trong những phần đầu chúng ta, những bài đầu á, chúng ta đã có tìm hiểu về cái cách tạo một cái select option. Và đã có thể kiểm tra coi giá trị có initial hay không. Nó cũng có thêm các từ kết nối như and hoặc or, hoặc từ phủ định như not. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ thay cái này bằng chữ in nhé. Ngoài US chúng ta sẽ muốn lấy những data đến từ Đức là DE. Đây, ngoài US nó đã lấy thêm những data đến từ Đức là DE. Thì cái phần where này thực chất thì cũng tương tự như SQL thông thường. Bởi vì mọi người cũng có thể tham khảo phần help để biết những cái mình có thể sử dụng trong where. Kế tiếp á, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái biến thể của select, gọi là select single. Thì ở đây chúng ta có thể lấy được nhiều dòng. Nãy mình đã xuất ra rất là nhiều dòng.
Tuy nhiên đôi khi chúng ta chỉ muốn lấy một dòng duy nhất. Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Để lấy một dòng duy nhất, chúng ta sẽ sử dụng từ khóa single. Tuy nhiên mọi người lưu ý, khi sử dụng từ khóa single á, thì cái best practice là cái lời khuyên á, từ sếp á, thì mọi người nên định nghĩa đầy đủ key cho nó. Ví dụ ở đây mình định nghĩa cho nó đầy đủ key gồm có mã hãng hàng không sẽ là LH. Và mã chuyến bay sẽ có số là 2407. Mình thử check lỗi nhé. Thì ở đây nó báo là không cần câu lệnh nselect. Bởi vì chúng ta sử dụng cái từ khóa select single á, bởi vậy cái này nó sẽ không có cần phải chạy loop. Nó không cần cái nselect này nữa. Mình bỏ cái nselect. Thì thường nếu mà không có nselect á, thì mình nên thêm một cái check để xem coi cái câu lệnh select có thành công không thì mới xuất ra kết quả, chứ đừng có lúc nào cũng cố xuất kết quả. Thì để check kết quả select có thành công hay không, chúng ta sẽ check system receive bằng 0. Nếu bằng 0 thì nó là thành công, nếu bằng 4 thì là không tìm thấy data. Đây là hoàn thành cái câu lệnh select single. Đây, mình đã lấy ra được một dòng data. Đây là một ví dụ của select single. Khi sử dụng select single, chúng ta sẽ không cần cái nselect. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cái up to one row. Up to one row thì cũng có trong nhiều ngôn ngữ khác chứ không phải có mỗi cái OpenSQL. Nhiều ngôn ngữ khác có các cái cách để giới hạn số dòng mình sẽ get ra. Thì up to n row thì sẽ có hai cách sử dụng. Thứ nhất là sử dụng khi mình chỉ muốn get một dòng. Thì tại sao có single mà vẫn sử dụng thêm cái up to một row? Cái nguyên nhân á, là thường đôi khi á, chúng ta không có đủ key. Mà khi không đủ key thì lời khuyên là không nên sử dụng select single mà nên sử dụng select up to một row. Chúng ta sẽ thử test cái up to một row nhé. Chỉ cần thêm từ khóa up to một row. Mình tìm một dòng duy nhất. Lấy cho mình một dòng có chuyến bay đến từ cái hãng tên là United Airlines. Thì khi sử dụng up to n row á, bắt buộc phải có nselect. Nó không có giống như cái thằng select single nhé. Đây, lấy ra được một dòng data. Thì nếu mà mọi người muốn lấy thêm nhiều dòng thì chỉ cần thêm sửa con số 1 này thành 10. Chẳng hạn 10 dòng. Ở đây chúng ta thấy không có đủ tới 10 dòng nhé. Đây chỉ có trong bảng hiện tại thì chỉ có khoảng 5 dòng thôi. Mình sẽ giới hạn là thành số 3 để cho thấy cái khả năng giới hạn của nó. Đây, lấy 3 dòng đầu tiên. Để sử dụng cho cái này thì mình có một cái điều kiện chuẩn bị sẵn là đây. Ví dụ chúng ta muốn lấy 3
10 đi. Lấy 10 chuyến bay đầu tiên. Có nơi xuất phát là New York, nơi đến là San Francisco. Xuất thêm City Tour. Đây, nó có 3 chuyến bay xuất phát từ New York tới San Francisco của 3 hãng khác nhau. Rồi. Tuy nhiên á, có một cái đặc điểm mọi người để ý. Hiện tại data này đang không được sắp xếp. Mọi người thấy cái chỗ phần hãng bay nó đang không được sắp xếp. Chữ U đứng trước. Thì bên sáp không hề có cái chuyện đảm bảo với mọi người data được lấy ra được sắp xếp sẵn. Bởi vậy nếu mọi người muốn data lấy ra có một thứ tự đúng như mọi người muốn thì vui lòng sử dụng từ khóa order by. Thì bây giờ chúng ta sẽ demo sử dụng từ khóa order by. Muốn sử dụng từ khóa order by cũng rất là đơn giản, thêm chữ order by thôi. Tuy nhiên á, mọi người còn phải quyết định thêm là mọi người muốn order by theo cái gì. Nếu mà mọi người chỉ muốn order by theo cái primary key của cái table thì mọi người sử dụng cái từ khóa order by primary key. Thì cái lịch bay á, nó có cái primary key là cái hãng hàng không với cái mã chuyến bay. Thì nó sẽ sắp xếp theo hai cái cột đó. Đây, bây giờ nó đã sắp xếp lại đúng. Giờ mình sẽ xóa hai cái điều kiện này để thấy toàn bộ data, để thấy nó sắp xếp thế nào. Đây, nếu mà có cùng cái airline thì nó sẽ sắp xếp theo cái mã số chuyến bay. Thì cái order by này hoạt động hoàn toàn ok với cái up to one row, up to n row nhé. Thì ngoài order by primary key chúng ta cũng có thể chỉ định cho nó muốn order by cái cột nào nó cụ thể. Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ order by cái Flight ID và bỏ qua cái mã hàng không. Order by ngoài ra còn có cái tùy chọn là mình có thể sắp xếp tăng dần hay giảm dần nữa nhé. Nếu muốn giảm dần mọi người có thể descending. Đây. Cái mã chuyến bay đang sắp xếp giảm dần từ cái lớn nhất. Rồi, đó là tùy chọn order by. Thì nãy giờ chúng ta đang select sao. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để select ra từng cái column một. Đối với trường hợp mọi người muốn select một cái column nào đó thì chúng ta sẽ tạo một cái đối tượng để chứa cái dữ liệu của cái column đó. Ví dụ ở đây anh tạo một cái biến là country. Có kiểu dữ liệu là country from. Nhìn đây chỉ định rõ ràng luôn nhé. Là chúng ta sẽ lấy cái cột country ra. Thì khi muốn select kiểu này á, bắt buộc chúng ta phải có cái into. Để cho nó biết rõ là mình muốn chứa data vô đâu. Để cho write này mình sẽ write cái biến nó ra luôn.
Rồi. Trong trường hợp select by column như thế này thì không cần phải sử dụng cái từ khóa thấy bộ. Đây, đang ghi ra tất cả các quốc gia. Nhưng nó cũng chỉ tương ứng số dòng trong cái bảng Flight Schedule thôi. Bởi vậy 46 dòng. Ở đây anh cũng muốn giới thiệu với mọi người luôn, nếu mọi người muốn kiểm tra cái số dòng mọi người select ra được bao nhiêu, mọi người có thể sử dụng cái câu lệnh write, viết cái biến systemdb cao kìa. Đây là cái biến sẽ chứa là cái kết quả select gần đó nhất, chúng ta lấy ra được bao nhiêu dòng thì nó sẽ lưu vô cái này. Lai cao là 46, là đúng số dòng trong bảng. Trong trường hợp mọi người muốn lấy nhiều hơn một cột thì mọi người có thể cung cấp cho nó chỗ chứa của cả hai cột thì sẽ lấy được thôi. Dụ thêm cái country to. Cái chỗ into này á thì mình sẽ thêm cái dấu ngoặc, dấu phẩy và tên cái biến thứ hai vô. Là ok. Tương tự 3, 4, 5, 6 cột cũng vậy. Thì hiện tại chúng ta chưa có tìm hiểu về cái cách sử dụng structure với internal table. Thì tí nữa sẽ tìm hiểu, thì chúng ta sẽ tập thay thế cái chỗ này bằng cái tên của một cái structure. Rồi, ở cuối của phần 1 của phần select này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cái aggregation hay còn gọi là sum nè, max, min, cao. Thì sum là tính tổng, nhưng mà trong ví dụ này chắc mình sẽ chỉ sử dụng cái max, min, cao thôi nha. Thì đa phần nó cũng là tương tự nhau thôi. Thì để bắt đầu chúng ta sẽ cũng cần cái câu lệnh table. Chúng ta sẽ tạo ra ba cái biến. Một cái biến là tính tổng số dòng trong lịch bay. Thì mình sẽ dùng cái integer để lưu. Kế tiếp á, tìm cái max của cái thời gian bay, cái thời gian bay lớn nhất là bao nhiêu tiếng. Chúng ta sẽ lấy kiểu dữ liệu là cái flight time. Đây, chúng ta sẽ lấy cái min của cái flight time luôn. Ở trong 46 chuyến bay đó thì cái thời gian bay nhiều nhất là bao nhiêu tiếng, thời gian bay ít nhất là bao nhiêu tiếng. Chúng ta sẽ tìm những dữ liệu này. Rồi, thì để bắt đầu chúng ta sẽ cùng select thông thường thôi. Tuy nhiên là sẽ cao. Để đếm số chuyến bay. Mà có thể select sao cũng được. Ủa, cao sao? Hoặc là cao một cái field trong cái primary key cũng sẽ có tác dụng tương tự.
sau đó chúng ta sẽ lấy cái thời gian bay lớn nhất, max flight time. Tương tự chúng ta cũng sẽ lấy cái min flight time. Thì cái cách đưa vô mấy cái biến cũng tương tự ở trên đây. Ta sẽ lưu lần lượt vô total, max và min. That's from tên cái table nữa chứ. Ok, cơ bản thì chỉ vậy thôi. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ data để có thể để tính toán chính xác, chúng ta phải lấy toàn bộ data nhé. Regap 3 biến. Không có lỗi gì hết. Rồi chạy thử. Thực ra khi mà nhìn lại thì chúng ta cũng không cần cái table này, tại mình đang lưu ra ba cái biến. Cái này cũng không cần đâu. Đây. Tổng cộng là có 46 lịch bay. Trong đó chuyến dài nhất là mất 18 tiếng. Gần 19 tiếng, chuyến ngắn nhất là mất 1 tiếng duy nhất thôi. Đây là một cái ví dụ chúng ta đang sử dụng cái gọi là aggregation, là cái phương thức sử dụng sum max min. Ví dụ như mọi người muốn tìm không phải những cái thông tin mà gọi là tổng hợp của toàn bảng như vậy, mà ví dụ như là thông tin thời gian bay cao nhất của một hãng bay với thời gian bay thấp nhất của một hãng bay, anh ví dụ trường hợp đó nhé. Thì trong những trường hợp như vậy á, mình sẽ thêm cái hãng bay trên đây, carrier ID chẳng hạn. Rồi sau đó mình sẽ cần phải thêm một cái mục nữa là route bay. Cái route bay này là thế nào? Tức là nếu mà mọi người muốn tính max min hoặc sum các thứ, thì nếu có cái cột nào đó không nằm trong max min hoặc sum thì bắt buộc mọi người phải đặt cái cột đó trong route bay. Cái đó là yêu cầu cần phải có khi sử dụng một cái select aggregation như thế này. Thì ở phần bài tập mình sẽ cho mọi người một cái phần có thể luyện tập cái phần này. Thì thường report rất là nhiều trường hợp chúng ta hay sử dụng những cái max min sum các thứ. Đây mình sẽ thử luôn đi nhé. Thêm một cái carrier ID. Thì nếu mà mình sử dụng group by này á thì chắc chắn kết quả ra không chỉ có một dòng. Thì bởi vậy cái này phải có and select. Đây. Này nó đang lấy cái chuyến bay dài nhất của mỗi một hãng bay, chuyến bay ngắn nhất của hãng bay đó. Thì lúc đầu á, mình chỉ sử dụng toàn bộ là cái hàm aggregation ở trong cái select, thì nó
có thể lấy ra được cái data gom lại thành một dòng duy nhất. Tuy nhiên nếu mình thêm reply này thì số dòng sẽ tương ứng với cái field có trong reply này. Ví dụ trong hệ thống hiện tại đang có bao nhiêu hãng bay á, thì nó sẽ ra bao nhiêu đó dòng. Đây, lúc chạy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là trong 46 dòng lên lịch đó thì có 8 hãng bay. Thì nó đang thực hiện tính max min theo 8 hãng bay đó. Ý nghĩa của cái câu này là vậy so với cái ban đầu mình viết. Rồi. Kế tiếp. Ngoài ra nó còn có một từ khóa đặc biệt khác là từ khóa distinct. Ví dụ trong trường hợp mà lấy cái bộ data đang trông như thế này. Nếu mọi người thêm chữ distinct vô thì nó chỉ lấy riêng những cái kênh reframe nào có khác nhau. Ví dụ như hai cái US này thì nó chỉ lấy một lần cái US thôi. Hai cái JB nó chỉ lấy một lần cái JB thôi. Rồi nó sẽ lấy thêm cái IT nữa thì tổng cộng cái kết quả đầu ra sẽ là US JP với IT chứ nó không xuất hiện là US US JP JP IT IT. Đó là ý nghĩa của từ khóa distinct. Nó sẽ xóa những cái trùng nha. Rồi. Ở phần 2 chúng ta sẽ tập sử dụng cái select với standard internal table. Thì để bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu xem thế nào là internal table, work area thế nào. Sau đó chúng ta sẽ thêm xem những khác biệt khi mà sử dụng select into table so với cái select mà sử dụng cái từ khóa table khi nãy. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái việc sử dụng cái từ khóa into corresponding field table. Nó sẽ giúp mình tự động mapping các field theo tên. Và chúng ta sẽ thử sử dụng lệnh join trong select. Cuối cùng chúng anh sẽ giới thiệu với mọi người về cách sử dụng cái for on entry.